Hôm nay anh sẽ cho em thấy đại gia tập gym nó ăn sao. Một buổi tập rất là đẳng cấp và rất là đắt tiền. Em đi xe máy cũng nghèo nữa. Ta nói là buổi tập của đại gia mà. Ừ, nó khác ha. Này là gì? Intra workout. Bình thường em đi ra phòng gym là nó chỉ có ăn khoai lang, ăn trứng luộc rồi tập không là uống nước lọc không đó. Cái đó phải phòng gym ông nội ơi. Cái đó phải phòng gym. Đúng không? Cái đó phòng tạ. À ừ, phòng tạ. Đúng không? Phòng tà vô tình. Không hát được. Chứ là phòng gym vô tình. Đúng không? Hay. Intra hoặc cao cũng là nhánh rồ luôn. Cái dòng này uống lúc trong tập hoặc là sau tập cũng được. Tức là cái này nó là cấp cứu năng lượng. Trong cái giai đoạn đang bị tụt năng lượng, bị gì đó tụt đường, say sẩm chóng mặt hay là xỉu gì đó, tập yếu đuối gì đó, ăn không ăn sáng, ăn cơm trưa gì được gì đó. Thì chúng ta phải uống cái dòng Intra này. Cái dòng Intra này là một cái dòng dành cho những người có tiền và có tầm. Ví dụ không có tiền mà người ta vẫn kiếm tiền để mua thì sao? Thì cái đó là có được không? Được. Thì cái đó là có tiền và có tầm rồi. Ừ. Tầm ở đây là gì? Là cái nhận thức, là cái tư duy. Không? Có những người cái nhận thức, cái tư duy nó không qua khỏi cọng cỏ đó. Người ta nói rằng này chơi thuốc. Ừ. Hả? Khó lý giải lắm em. Má cầm hũ chà bá này nó mình chơi thuốc. Ôi trời ơi. Tại vì nó không hiểu thế nào là thuốc. Chính xác. Chứ bây giờ em nghĩ coi giờ với cái series người Việt Nam á, mà bây giờ anh nói chuyện nha, hồi nãy em uống 50 ngàn rồi, cái muỗng này chắc cũng phải trên 50 nữa. Wow. Mà cứ coi bẹo 50 đi thì 100 ngàn rồi đó. Dám bỏ không? Dám bỏ không? Nope. Tập gym có 200 ngàn tháng, dám bỏ 100 ngàn ra để uống trong buổi tập thôi và trước buổi tập thôi, sau buổi tập chưa tính. Nó khó lắm. Khó lắm. Bởi vậy cái này ở bên Mỹ miết cho nên cái đồ bỏ đó. Cái đồ này da đen nó uống được mà. À. Trời đất ơi, da đen ở bển là thu nhập, da đen bển nó rộng lên nha các bạn, mình nói phải đụng chạm màu da. Dạ. Nhưng mà da đen ở bển tỷ phú cũng có đó, nhưng mà đa phần là người lao động cũng có. Nhưng mà người ta đến phòng gym người ta vẫn, mấy thằng nào mà nó mê thể thao nó vẫn chơi được cái này. Thà nó bỏ tiền rent, tiền nhà nó ít lại. Nó không rent nhà tới 1 ngàn đô một tháng, lên nhà 300, 400. Ừ. Để dành tiền lại nó tập gym để tướng da đen bự rồi. Trời ơi, màu da đen lên hình đúng nó bự đó. Đấy là do mọi người còn chưa coi trọng cái sức khỏe và cái body của mình thôi. Ví dụ như em thì em bỏ một ít tiền, bỏ bớt mua sắm đi, bớt các thứ đi. Em mà tuổi em là tuổi trẻ nó khác. Bây giờ em nhìn vô bản thành phần này nè, quả chà đậu chưa? Thằng này nó cũng có điện giải luôn. Nó trùng lại cái điện giải với thằng kia. Mà nói chung á, thành phần của thằng này á thì thôi. Mày ngồi mà nói trong buổi học là nói không nhiều nổi luôn quá á. Vậy? Cái thành phần này mà anh ngồi anh dạy lớp TH hoặc là Academy là anh phải dạy 10 tiết. Hả? 10 tiết? Trời đất ơi, nó khó lắm. Cứ tạm hiểu là trong đây nó có đường. Và nó có BCA, nó có những chất điện giải khác, nó có vitamin, nó từ lưa luôn, nó thuộc dạng ông cố nội trao một cao luôn. Có đường là nó tạo vị ngọt đúng không? Cái vị ngọt đường là đương nhiên, đúng không? Nhưng mà không phải cái gì ngọt cũng là đường. Cái này là cái rồ. Bây giờ nó mới có chuyện để nói nè. Cái này là cái rồ. Cái này là cái Intra. Cái rồ này là nhiêu? 20 liều. Intra cũng 20 liều. Ừ. Nhưng mà nhìn cái hũ này ba. Nó khác nhau hả? Nó khác. To cái rồ là cái nó sẽ chiếm cái thể tích nhiều nhất nên nó sẽ bự nhất. Mà bây giờ cái rồ nó nhỏ hơn cái Intra nữa. Cái thằng Intra nó khủng tới cái cỡ nào? Nó khủng lắm các bạn. Cái này thử đối tượng này là một là giàu, hai là những bạn mà yêu gym, mấy bạn trẻ đó, yêu gym, mấy bạn hy sinh giống như em nói vậy đó. Ừ, nhỉnh này nhỉnh kia nên lại nên ta mới chơi được cái này. Wow. Mà chơi cái này là bước chân vào một thế giới mà gymmer đầy đủ. Ừ. Đó. Bởi vì anh mới khoe với em là bữa tập của trùm túi BBT không phải chuyện đơn giản đâu. Đúng không? Những thằng kia nó sẽ nói, nó sẽ cà khịa anh đó em, nó nói là ồ, Duy Nguyễn là nhà giàu quá, uống quá trời luôn, xong mà tướng nó không bự. Nhưng mà nó quên rằng cái tướng anh quá đẹp em. Cái tướng anh là cái tướng kiếm ra tiền. Đúng rồi anh em ạ. Đúng không? Làn da của anh quá đẹp. Nhưng mà nó quên được cái thần thái và cái não của anh cực kỳ nhảy số. Tập gym bỏ quên não ở nhà. Nó nên đi cà khịa anh hoài à, khổ lắm. Anh vậy thôi chứ bị cà khịa ghê lắm em. Về thành phần á thì anh không nói trong vlog là được. Nó quá dữ rồi. Anh sẽ nói trong tế hoa là Karami. Sau đó nó dạy rất là hay. Thôi giờ show uống khoe đi, cho tiền đi mà cho lại đi mệt lắm. Người ta cóc còn quan tâm là hỏi hủ này nhiêu tiền. Đó, cái người ta quan tâm nhất. Cái hủ này nhiêu tiền, uống vô nó ra sao, uống vô được cái gì hết. Đúng rồi anh em ạ. Đúng rồi, em nghĩ là cũng chỉ cần biết thế thôi. Uống vô, tập đẳng cấp hơn, sung hơn. Không cần sáng luôn. Ảo thật đấy. Mình là mình không mệt mỏi đúng không? Ừ, nó có năng lượng. Nè, nó sinh ra tới calo là tới 150 calo lận. Cộng với cái kia nãy 50 calo được 200 calo. 150 calo mình uống đúng không? Anh có, ở Việt Nam có hủ duy nhất á. Mẹ cho cũng keo nữa em. Cho keo. Ừ.
cho đại 50-60 hũ đi, cho có hũ à. À, thì đồ cho thì nó luôn luôn phải như vậy mà. Cho thì phải xem. Không, hàng này anh xin được, chỉ còn cái tốn tiền ship tiền thuế thôi. À, tiền ship mắc hơn tiền mua. Ừ. Mỗi lần lấy này ra mệt lắm. Ơi má, hũ mới mới là thấy đóng cục nhẹ nhẹ đó, rồi đó ta. Thấy nó đóng cục hơi nhẹ nhẹ rồi đó. Ôi thơm quá. À. Thơm thiệt luôn đấy, cả hai cái này nó rất là có biết tại sao mà mình lắc vậy không ạ? Mình đi anh kiếm muỗng. Tìm muỗng. Đây đây thấy rồi. Bây giờ các bạn nó tối ngày nó nóng quá mua hàng xong cái muỗng đâu rồi anh? Muỗng đi kiếm chứ đâu? Nằm đây nè. Xui lắm 1 triệu hũ thì nó quên bỏ muỗng vô thôi. Đúng rồi anh em ạ. Kiếm như người ta kiếm cái gì ta? Đây. À muỗng này to dữ vậy trời. Trời ơi muỗng nặng mà. Cái muỗng này 47 g. Muỗng 47 g. Ảo thật đấy. Rồi, đổ nước cho anh em. Đổ một bình thôi đúng không? Thôi đổ đầy bình luôn chút để dành mình uống. Okay. À, bây giờ Oxin đang pha súp các bạn. Bây giờ thì cái loại súp này là không uống liền nha, mà là uống trong tập. Thí dụ như mình tập xong một set, mình ra mình nhấp một lần, mình tập xong một set, mình ra mình nhấp một lần. Thì video đến đây cũng xin được khép lại. Đó là Duy Nguyễn chứng show up cho bạn thấy là buổi tập của Duy Nguyễn nó tốn nhiêu tiền đó bạn. Và những cái vị mẫu đồ là Duy Nguyễn truyền thụ kiến thức luôn. Thấy không? Để mốt có thể làm PT tại gia, PT dạo cho đại gia cho các bạn. Bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.